Vợ dẫn đi đăng ký kết hôn, thanh niên lưỡng lự không dám bước vào khiến dân mạng bật cười. Mới đây, một đoạn video được chính chủ chia sẻ trước thời khắc quan trọng trong cuộc đời mình của thanh niên trẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của các cánh mày râu khác. Theo đó, anh chàng đã cùng vợ lên cơ quan để đăng ký kết hôn, thế nhưng thái độ rụt rè, từng bước chân nặng trịch và liên tục quay đầu nhìn lại của anh chồng trước sự thúc giục của vợ đã khiến cho cộng đồng mạng phải bật cười. Cách đây mấy phút anh còn hớn hở bảo Bữa nay là ngày 15 tháng 6 âm lịch Tôi đưa vợ tôi đi đăng ký kết hôn đấy Vậy mà giờ đây anh lại vô cùng lưỡng lự Chỉ vì vài phút nữa thôi Anh sẽ chính thức khép lại cuộc sống tự do của mình Và đưa mình vào đời sống hôn nhân Đoạn clip sau khi đăng tải đã ngay lập tức nhận được rất nhiều lời khuyên Kêu anh nên dừng lại trước khi quá muộn màng Có người lại khuyên anh nên đăng ký bằng bút chì thay vì bút mật Thậm chí có người còn bảo anh hãy ra tín hiệu SOS nếu như bị ép buộc. Tuy nhiên, sau cùng bạn vẫn vui vẻ đặt bút ký tên để chính thức xây dựng một mái ấm mới cho mình. Mạnh mẽ lên chàng trai, đời này phải trải qua cho nó đủ mắm đủ muối, một dân mạng bình luận. Ông nào từng cầm bút để ký kết hôn mới biết chữ ký của mình nó quan trọng như thế nào. Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Những giây phút cuối cùng để nhận ra tương lai rằng tiền của anh là tiền của em tiền của em thì cũng là của em cùng với cộng đồng mạng chúng tôi xin phép được chúc mừng anh chị và cầu chúc anh chị có một cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn